Bắt đầu vào mùa mưa, môi trường sống của nhiều loại côn trùng thay đổi. Thời gian này cũng ghi nhận nhiều trường hợp ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long bị côn trùng hay là rắn rết cắn. Có một loại côn trùng khi mà cắn cũng gây nguy hiểm đến tính mạng con người mà ít ai ngờ đến, đó chính là dê mò. Tuy nhiên, loài này có thể gây suy đa tạng và có thể dẫn đến tử vong nếu người bị cắn không điều trị kịp thời. Sốt cao dai dẳng, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Bệnh nhân này đã tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm. Đến khi chuyển nặng, gia đình mới đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt da mò, một loại bệnh khiến nhiều người khó nhận biết. Hàng ngày cũng đi ruộng rồi cắt cỏ rồi này kia gì rồi cắn rồi không hay á, rồi nó gây ra gì rồi mấy chừng phát hiện được thì hơi nặng mới lên trên này nằm. Chứ cũng không biết đó là gây ra cái bệnh. Sốt da mò đó là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính, do cái trung gian truyền bệnh đó là cái con mò. Cái nguyên nhân gây bệnh đó là cái vi khuẩn Rickettsia susu gram oxy. Cái con này đó là một cái loại vi khuẩn mà nó gây ra một cái bệnh gọi là sốt ve mò. Thì sau khi người bệnh mà bị sốt ve mò cắn thì người bệnh sẽ biểu hiện một cái đặc điểm bệnh như là sốt, rồi có một cái vết loét ở vùng da, thứ hai nữa là nổi hạch. Sau nhiều ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định. Theo các bác sĩ, da mò thường hay cắn ở vùng kín, vùng da mỏng và có nếp gấp. Vết cắn không đau, không ngứa nên khó nhận biết. Vị trí con mò cắn lúc đầu có tổn thương, gồm một vết loét có đóng dãy trên da rất điển hình. Sau đó bắt đầu sốt cấp tính, đau đầu dữ dội và nổi hạch. Nếu không điều trị kịp thời sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm. Có thể nó biến chứng là viêm phổi nè, viêm phổi nặng, siêu hấp nhân dân, hoặc là biến chứng viêm cơ tim, rồi biến chứng về lên não cũng có thể gây viêm não màng não, đặc biệt nó có thể nó gây suy đa tạng như là suy gan, suy thận vân vân. Thì nếu mà chúng ta không có điều phát hiện sớm mà điều trị kịp thời thì người bệnh có thể dẫn đến nguy kịch và thậm chí có thể tử vong. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là không để ấu trùng mò cắn bằng cách tiêu diệt ổ dịch, phát quang bụi rậm. Khi đến nơi có nhiều lùm cây, cần mặc áo kính che chắn cẩn thận,